Chào các bạn mình là Top Khám Phá đây, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề top những loài động vật ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất. Mời các bạn đón xem. Chắc hẳn các bạn từng xem một vài bộ phim về những kẻ ăn thịt người, cannibal. Những câu chuyện kiểu ấy xem ra nhàm chán với mọi người, nhưng với một số loài động vật, đây không phải là trò đùa. 1. Cá mập hổ cát Không nghi ngờ gì nữa, cá mập là một trong những loài sát thủ đẳng cấp nhất trong tự nhiên. Chúng được sinh ra với bản năng sát thủ ngay từ trong bụng mẹ, vào mùa sinh sản, thông thường một con cá mập hổ cát cái trưởng thành có thể có từ 6 đến 7 phôi thai trong tử cung của mình, tuy nhiên sẽ chỉ có một con non tồn tại. Con non đầu tiên sinh ra sẽ ăn thịt những con non vẫn còn đang trong vỏ trứng. Sau đó nó tiếp tục tấn công và ăn nốt những quả trứng chưa được thụ tinh trong tử cung cá mập mẹ. Với một hàm lượng protein cao thu được từ những bữa ăn đầu tiên, con non này khi sinh ra đã có thể dài tới 3 feet, gần 1 mét với một thể hình như thế, cá mập hổ cát ngay khi còn non cũng không sợ bị bất cứ loài vật nào trong đại dương làm phiền. 2. Cóc mía Cóc ăn thịt cóc Bạn có tin nổi không? Cóc mía có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Chúng có sở thích ăn trứng đồng loại ngay khi đánh hơi thấy miếng mồi. Chúng đặc biệt bị thu hút bởi bởi một loại chất độc bảo vệ trứng được gọi là Bufarienolais. Chất dinh dưỡng từ những quả trứng này giúp chúng phát triển và giảm bớt sự cạnh tranh trong tương lai. Theo nghiên cứu của Đại học Sydney và Đại học James Cook, 2011, một nghiên cứu vào năm 2008 cho thấy cóc mía liên tục cử động ngón giữa bàn chân sau của nó để thu hút con mồi, bao gồm cả những con cóc non. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm với 28 con cóc mía chưa đến tuổi trưởng thành và thấy rằng 64% trên 149 con mồi của chúng là những con cóc mía khác. 3. Rắn chuông đầu dẹt Mexico một nghiên cứu về loài rắn chuông đầu dẹt Mexico năm 2009 đã chỉ ra rằng 68% các bà mẹ đã ăn thịt con của chúng, bao gồm cả những con non đã chết trước khi ra đời. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là hành động giúp rắn mẹ lấy lại chất dinh dưỡng cần thiết để sinh thêm những lứa rắn non khác. Tờ New York Times, 1901 từng mô tả một câu chuyện tại vườn thú Bronx khi loài rắn đen trở thành món ăn ưa thích của một con hổ mang cái ngoại cỡ. Thói hào ăn của con hổ mang cái này làm cho loài rắn đen trong công viên ngày càng trở nên hiếm hoi. 4. Nhện lưng đỏ ốc Nhện đực lưng đỏ ốc sẽ hy sinh thân mình bằng cách cưỡi lên phần miệng của con cái trong khi giao phối và qua đó chuyển tinh trùng của chúng ngay khi trở thành bữa ăn của bạn tình. May an Andrade thuộc Đại học Toronto Scarborough trong một nghiên cứu năm 2003 chỉ ra rằng những con nhện đực lưng đỏ ốc bị ăn thịt chiếm 65% trường hợp giao phối lâu hơn và sản xuất gấp đôi số lượng con cái so với những con được không bị ăn thịt. 5. Bọ ngựa Bọ ngựa là loài côn trùng gần gũi mà chúng ta hay bắt gặp nhất trong top những loài động vật ăn thịt đồng loại. Chúng có kích thước khá nhỏ chỉ từ 40 đến 80 mm trong giới côn trùng, có màu xanh lá với đôi chân trước có dạng lưỡi kiếm, bờ trong có răng dùng để bắt mồi và chiến đấu với kẻ thù. Thức ăn chủ yếu của bọ ngựa là các loài côn trùng nhỏ khác như chim nhỏ, thằn lằn, chuột. Một điều khá thú vị đó là bọ ngựa không bao giờ ăn thịt những con mồi đã chết. Một trong những tập tính tương đối giống với bọ cạp mà ta còn bắt gặp ở bọ ngựa đó là bọ ngựa cái sẽ ăn thịt bạn tình của chúng ngay cả khi đang giao phối. Tuy nhiên, nếu may mắn bọ ngựa được vẫn có khả năng sống sót nếu như chúng nhảy khỏi lưng bọ ngựa cái kịp thời. 6. Bọ cạp Bọ cạp là loại động vật không xương sống, nổi tiếng với loại vũ khí để tiêu diệt con mồi là nọc độc. Nọc độc của bọ cạp phần lớn vô hại với người, nhưng nó có thể gây ra một số phản ứng như tê liệt hay sưng tấy. Thức ăn của bọ cạp là một số loài động vật chân khớp nhỏ và sâu bọ. Chúng sống đơn độc chứ không sống bầy đàn, đặc biệt là khi gặp đồng loại của mình, chúng thường lao vào đánh nhau và con bọ cạp sau khi thua cuộc sẽ bị chính đồng loại của mình ăn thịt. Khoảng 25% khẩu phần ăn của bọ cạp là thịt của những con bọ cạp khác. Cũng giống như bọ ngựa và một số loại côn trùng khác, bọ cạp cũng là loài ăn thịt bạn tình của mình ngay sau khi giao phối. 25% khẩu phần ăn của bọ cạp là thịt của những con bọ cạp khác. 7. Cá sấu cá sấu là loài bò sát lớn thường sống ở những nơi có nước chảy chậm là loại động vật ăn tạp thức ăn của chúng khá đa dạng thường là những loài động vật có vú và thậm chí là cả con người cá sấu được mệnh danh là sát thủ giỏi ẩn mình dưới những đầm nước với kỹ năng mai phục cùng quay hàm khỏe và bộ răng sắc nhọn không khó để chúng hạ gục được con mồi tuy nhiên chúng ta chỉ biết cá sấu là loài động vật ăn tạp nhưng ít ai biết được chúng còn ăn cả chính đồng loại của mình trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên như khan hiếm thức ăn Cá sấu còn ăn thịt xác của những con cá sấu khác, thậm chí là cả những con cá sấu non. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.